Hey yo, what's up guys? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Anphat Computer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần quà giveaway đến từ Anphat dành cho tất cả các bạn. Đó chính là một chiếc mainboard ASRock B450M Pro 4, một trong những dòng mainboard mới nhất dành cho các con chip Ryzen đến từ nhà AMD. Và thể lệ để nhận được phần quà này thì vô cùng đơn giản, các bạn sẽ chỉ cần comment một số có ba số ở phía bên dưới phần bình luận, subscribe kênh YouTube của Anphat Computer, share video này ở chế độ công khai về Facebook cá nhân, và cuối cùng đó chính là chờ đợi kết quả xổ số miền Bắc vào tối ngày 19 tháng 8 năm 2018. Bạn nào comment sớm nhất và chính xác nhất trùng với ba số cuối của giải đặc biệt trong buổi tối ngày hôm đó thì sẽ nhận được phần quà lên đến là 2.350.000 đồng này đến từ Anphat. Và kết quả của trò chơi giveaway này sẽ được cập nhật trên fanpage Facebook của Anphat Computer, và mình sẽ để link ở phía bên dưới, các bạn nhớ like và theo dõi để không bỏ lỡ nhé. Và để các bạn có thêm động lực để tham gia trò chơi của giveaway của chúng ta thì hãy cùng mình theo dõi xem chiếc mainboard này sẽ có những điều đặc biệt. Let's check it out. Và đây chính là chiếc mainboard của chúng ta, ASRock B450M Pro 4. Đây, tên của em nó đây rất là gọn gàng. Và chúng ta sẽ có đây là một chiếc mainboard theo chuẩn là MATX, kích thước là 24x24cm, rất là vuông vắn. Đầu tiên nhận xét qua về mặt thiết kế, chúng ta sẽ có đó là màu sắc của chiếc mainboard này, đó chính là xám và đen. Thì nó sẽ rất là tôn các cái linh kiện lên. Đó, nếu ví dụ chúng ta sẽ có một cái con chip Ryzen ở đây thì nó sẽ tông màu bạc và chữ màu xanh thì nó siêu siêu nổi luôn. Còn lại thì nếu mà RAM thì các bạn có thể lắp RAM tản trắng hoặc là tản và LED các thứ thì cái màu đen là nó siêu siêu tôn luôn. Ok, và chúng ta sẽ nhìn cơ bản là cái thiết kế, các cái cách sắp xếp các tụ điện thì nó rất là vừa phải và thoáng mắt. Với các bạn thì chiếc mainboard này thuộc dòng B, vậy nên là nó không quá chú trọng vào việc đó chính là ép xung, mà nó cơ bản là thiết kế để cho sự ổn định cũng như là khả năng hoạt động bền bỉ hơn. Các cái tản nhiệt VRM này sản xuất theo cái thiết kế đó chính là DG Power, thì trong quá trình sử dụng khi mà các linh kiện nó sản xuất ra nhiệt thì việc là các tản VRM không cố định thì nó sẽ có thể có không gian để giãn nở hơn, giúp cho không gây xung đột giữa các linh kiện. Ok, và chúng ta sẽ có đó chính là chiếc mainboard này sẽ có đến 4 khe RAM, rất tuyệt vời. Chúng ta có thể dùng đó chính là như mình dùng hiện nay, đó chính là 4 thanh 4GB. Và nếu bạn nào mà có điều kiện hơn một chút, chúng ta có thể mở rộng lên thành 4 thanh 8GB thì thực sự là cân được hết tất cả mọi game luôn. Chúng ta sẽ có đó chính là 2 khe VGA, thì chiếc mainboard này xin chúc mừng, đó chính là nó sẽ hỗ trợ công nghệ là Crossfire. Tuy nhiên hơi tiếc một chút, đó chính là nó không hỗ trợ công nghệ đó chính là SLI đến từ NVIDIA. Về khả năng mở rộng bộ nhớ, chúng ta sẽ có đó chính là 4 cổng SATA 3 cùng với đó là 2 khe SSD M2, vâng, rất tuyệt vời, và một trong số đó sẽ hỗ trợ đó chính là công nghệ Ultra M2. Còn về các cổng kết nối I/O thì mình thực sự đánh giá cao ASRock khi mà họ dùng đủ đó chính là 3 cổng kết nối VGA, DVI và HDMI trên cái chiếc mainboard này. Ngoài việc thuận lợi cho người dùng ra thì nghĩa rằng chúng ta có thể xuất ra một lúc 3 màn hình chỉ với việc đó chính là sử dụng các onboard trên những con chip Ryzen. Còn về các cổng kết nối thì sao? Nó sẽ có đó chính là 2 cổng USB 2.0 dùng để cắm chuột và phím này. Tiếp theo ta sẽ có đó chính là một cổng USB Type-C. Wow, thực sự trong tầm giá này mình nghĩ rằng cái chiếc mainboard này được ASRock đầu tư những cái khoản đầu tư rất rất là xứng đáng luôn. Với USB Type-C thì đây là một cổng kết nối xu thế hiện nay dần dần thay thế cho Type-B và Type-A, thì nó sẽ đem lại một sự tiện lợi cũng như là đón đầu xu thế rất lớn này cho người dùng. Còn lại chúng ta sẽ có đó chính là các cổng USB 3.1 Gen 2. Thì đây là một cổng kết nối được nhà sản xuất công bố, đó chính là nó sẽ cho cái tốc độ băng thông cũng như là khả năng xuất ra điện để sạc các thiết bị điện tử cao hơn rất nhiều lần so với là các cổng USB 3.1 Gen 1 ở ngay cạnh đây. Đây chúng ta sẽ có tiếp theo là 4 cổng USB 3.1 Gen 1. Còn lại là các cổng Ethernet này. Tiếp theo đó chính là 3 cổng âm thanh, mà ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là nó sử dụng công nghệ đó chính là ENA Audio. Như vậy tổng kết lại, chúng ta sẽ có chiếc mainboard ASRock B450M Pro 4 trong tầm giá là 2.350.000 đồng, nhưng thực sự nó có những khoản đầu tư rất rất là đáng tiền trong cái tầm giá này. Chúng ta sẽ có đó chính là 4 khe RAM, thiết kế VRM không cố định giúp tạo ra sự tản nhiệt tốt hơn dành cho những chiếc mainboard này. Còn lại chúng ta sẽ có đó chính là 2 khe cắm VGA, nghĩa là có thể chạy dual, áp dụng công nghệ đó chính là Crossfire đến từ AMD. Chúng ta sẽ có rất nhiều cổng kết nối và có thể đảm bảo được nhu cầu cơ bản của một người dùng bình thường. Về khả năng mở rộng bộ nhớ, chúng ta sẽ có đó chính là 2 khe SSD M2, một cổng được áp dụng công nghệ đó là Ultra M2, còn lại là 4 cổng SATA 3. Thì nói chung mình cảm thấy rằng trong cái tầm giá này, cái mainboard ASRock B450M Pro 4 thực sự làm mình hài lòng. Cũng như nếu như mình muốn build một bộ cây Ryzen trong tầm giá bình dân thì mình sẽ lựa chọn mainboard này. Và đó là tất cả những gì mình muốn kể với các bạn về chiếc mainboard ASRock B450M Pro 4. Các bạn có cảm thấy yêu thích nó không và muốn sở hữu em nó thì cứ làm theo đúng thể lệ mà mình đã nói ở đầu video. Còn đến đây, video sẽ kết thúc và xin chào. Hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.